Thì đây là một đôi loa mà chúng ta sẽ không cần nhiều âm ly công suất, vì âm ly công suất ý, chủ yếu sẽ dùng để kéo cho cái loa chung và loa chép thôi. Xin chào tất cả quý vị tới với kênh giới thiệu sản phẩm của Audio Thiên Hà. Ngày hôm nay khi quý vị mua đôi loa Avangard Duo XD sẽ được Audio Thiên Hà tặng chiếc âm ly Maxintot MA12000. Trước tiên chúng ta sẽ nói về thương hiệu loa Avangard. Thì Avangard là một thương hiệu loa kèn đến từ Đức và đây là một trong những hãng loa kèn cao cấp nhất trên thế giới, và họ có rất nhiều sản phẩm loa kèn thực sự rất đỉnh. Thì trên hình là đôi loa kèn Avangard Duo XD, một đôi loa kèn có mức giá dưới 1 tỷ đồng. Và chủ quan Hải Sơn nhận định thì đây là một trong đôi loa kèn rất là hay ở trong tầm giá dưới 1 tỷ, vì nó cho âm thanh chi tiết cả 3 giải, và đặc biệt là được trang bị cái loa subwoofer lên tới là 1000W cho một bên, tức là tổng cộng chúng ta sẽ có đến là 2000W cho loa trầm. Và cấu hình này nó gần như là cấu hình 2.2 vậy, với hai subwoofer cho nên âm thanh cực kỳ sâu và lan tỏa. Thế chúng ta sẽ nói về một chút về cái đặc điểm của loa kèn. Thì đặc điểm của loa kèn là nó phóng âm thanh đi rất là xa, âm thanh có độ chi tiết rất cao và nó có khả năng phản ứng rất là nhanh cái tín hiệu và nó đem đến tai người nghe cái âm thanh trực tiếp. Và chúng ta cũng cần phải biết tới một điều là loa kèn thì có độ nhạy rất cao, nó lên tới là 107 dB cho cái bộ dàn này. Thì chúng ta sẽ có một cái vấn đề là nếu mà sử dụng loa trầm mà là loa trầm thụ động ấy, tức là loa trầm mà không có âm ly, dùng âm ly công suất bên ngoài ấy, thì thường là sẽ xảy ra vấn đề là lệch cái độ nhạy giữa cái phần loa kèn ở trên và cái loa trầm ở dưới, dẫn tới là có thể là nghe cái âm chung chép thì to mà âm trầm thì nó lại bé quá. Và vì vậy cái cách khắc phục nó rất hiệu quả, đó là trang bị cho cái cặp loa kèn này một cái loa trầm, nó là loa trầm chủ động. Nó sẽ được trang bị cái công suất Class D lên tới là 1000W ở phía bên trong. Và đây họ trang bị hai woofer có đường kính rất lớn là 30cm cho một woofer. Đây có hai cái. Và ngoài ra là họ có cái tính năng điều chỉnh phòng rất hay, tức là chúng ta có thể kết nối máy tính vào, và ở bên trong đây đã được tích hợp một cái equalizer 10 băng tần parametric. Thì đấy là cái loại equalizer đồ họa cho phép chúng ta điều chỉnh cách tinh vi nhất. Nhờ đó mà chúng ta có thể hiệu chỉnh lại, bù trừ với cái âm học trong phòng để đem đến cho chúng ta cái trải nghiệm âm trầm và âm trung trầm là tốt nhất. Và nó sẽ ăn khớp với cả cái căn phòng đó, nó tựa như là chúng ta may đo một bộ quần áo vừa vặn với người vậy. Rồi, và chúng ta sẽ đến với thông số của những cái củ loa ở phía trên. Họ trang bị một cái loa chép là 2.5cm ở trong một cái họng kèn có cái đường kính kèn là 180mm này. Còn ở phía trên là họ trang bị một cái loa mid-range có cái đường kính 170mm này, và đặt trong một họng kèn mà có cái góc mở loe và cái đường kính kèn này lên tới là 670mm. Và cái căn phòng thích hợp để cho đôi loa kèn này trình diễn thì theo như hãng nói thì kiểu gì phải trên 20m2, và tốt nhất là có thể sử dụng phòng lớn lên tới khoảng 60 hay là 80m2 thì vẫn phù hợp. Và còn một đặc điểm nữa là chúng ta nên ngồi dạng ngồi xa, tức là không nghe near field, mid field, tối thiểu phải là từ mid field cho đến far field, tức là chúng ta nên ngồi cách loa khoảng cách tầm khoảng 3m và trên 3m để cho chúng ta có thể nghe được âm thanh nó hòa quyện nhất từ những cái driver này. Thì đây là một đôi loa mà chúng ta sẽ không cần nhiều âm ly công suất, vì âm ly công suất ý, chủ yếu sẽ dùng để kéo cho cái loa chung và loa chép thôi. Còn phần loa trầm này thì đã là phần loa trầm chủ động rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly tích hợp cao cấp nhất đến từ Maxintot. Đây là chiếc âm ly của chúng ta, và bây giờ thì Hải Sơn sẽ bật nó lên. Khi bật lên thì quý vị sẽ thấy là cái phần đèn này là đèn màu cam, và lúc này là thông báo là tube warm up, tức là quá trình làm nóng đèn. Đây là chiếc âm ly tích hợp mạnh mẽ nhất của Maxintot, và đây là chiếc âm ly nó chạy mạch line, tức là nó sẽ sử dụng là 4 bóng đèn 12AX7A để làm bóng tiền khuếch đại. Còn mạch công suất thì nó sẽ sử dụng mạch công suất Class AB có mức công suất rất là lớn, lên tới là 350W x 2 đánh ra 8 ohm. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ vừa có được cái chất tiếng vô cùng mạnh mẽ, sống động, uy lực của Maxintot, âm thanh cũng rất nhanh. Nhưng bên cạnh đó không hề thiếu đi sự tinh tế, bởi vì chúng ta đã có những cái bóng đèn này để làm cho cái quá trình xử lý âm thanh nó trở nên là tinh tế hơn. Và cũng không thể bỏ qua được cái chức năng rất hay của cái dòng Maxintot là họ vẫn luôn trang bị những cái equalizer. Và đây là equalizer 8 băng tần với 8 cái núm xoay ở phía đằng trước. Nó sẽ đi từ 25 này, 50 này, 100 này, 200, 400, 1000, 2500 và 10000. Thì lúc nào quý vị có thể là cần dùng đến equalizer.
Đó là khi quý vị xác định được ở trong căn phòng của mình có một số những cái giải tần mà nó bị trội lên một cách bất thường và chúng ta cần phải giảm những cái giải tần đó đi để có được âm thanh nó cân bằng, hài hòa hơn. Cho nên tác dụng của equalizer có lẽ giảm đi thì sẽ hay hơn là khi chúng ta có ý định tăng lên quá nhiều. Ví dụ chúng ta bị dư ở 200 thì chúng ta giảm 200 đi. Và tất nhiên là quý vị cũng có thể tăng lên cho nó phù hợp với cái sở thích nghe nhạc của mình, hoặc là quý vị nghe những cái bản thu nó cổ rồi và có thể muốn điều chỉnh một chút thì quý vị cứ điều chỉnh. Nhưng mà chúng ta điều chỉnh thì chúng ta chỉ nên dao động trong một khoảng nhất định thôi để đảm bảo được cái tính tự nhiên của âm thanh. Và chúng ta cũng có thể khắc phục được cái giải cao bị sáng ở một số đôi loa. Và khi đó chúng ta chỉ cần điều chỉnh cái phần 10K xuống là đã có âm thanh nghe vừa đôi tai ngay tức khắc. Trong quá trình hoạt động thì quý vị sẽ thấy cái phần power output này có hai cái màn hình hiển thị VU meter này, nó sẽ liên tục nó dao động. Nhờ vào đó quý vị có thể nhìn biết được là cái âm ly này nó đang đẩy ra được là bao nhiêu watt thông qua cái màn hình này. Và khi đó chúng ta mới thấy rằng là trong cái cách thức nghe bình thường thì đôi khi chúng ta chỉ nghe khoảng vài watt đến khoảng vài chục watt thôi. Và khi quý vị bật âm thanh rất là lớn với những cái bản trầm mạnh uy lực thì nó mới có thể nhảy lên được tới khoảng tầm 250 hoặc là 300. Đấy, nhờ đó mà chúng ta có thể thấy rằng là cái tiêu hao watt của hệ thống nó phụ thuộc vào quý vị nghe âm lượng lớn bao nhiêu và nghe cái thể loại nhạc gì. Và đây cũng là một chiếc âm ly mà nó có thể phối ghép và đánh hiệu quả được với cực kỳ nhiều các model loa khác nhau, chứ không phải chỉ là đôi loa kèn ngày hôm nay của chúng ta. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức âm thanh trên hệ thống này. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm, gác văng mưa gợi niềm chăn chiếu. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Về đây đứng ngồi đường xa quá ngày, để lòng theo chút nắng bên ngoài. Mùa xuân quá vội, 10 năm tắm gội, giật mình ôi chiếc lá thu phai. Người đâu mất người, đời tôi ngẫm dài, từ làm khô héo tôi đây. Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập chờn lau trắng trong tay. Về thu xếp lại ngay trong nếp ngày, vội vàng thêm những lúc yêu người. Z's a call for senses, the boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk, and they had no place to stay. They tried the inns and the hotels, the message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Juanita
and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side it's a living hell. So you do what it takes, pick up stakes and try to escape the drought. But when you get to the border, they IMS, they got the welcome wagon out. You get no refuge, no respite. Và đó là những thông tin về kỹ thuật. Còn về mức giá thì sẽ là 838 triệu khi quý vị mua đôi loa Avantgarde Duo XD sẽ được tặng chiếc Macintosh, lên tới là 442 triệu và chỉ duy nhất là một bộ dàn này mà thôi. Quý vị hãy nhanh tay liên hệ với số hotline của Thiên Hà Audio và tới ngay showroom của Thiên Hà Audio ở số 5 ngõ 198 phố Thái Hà để trải nghiệm bộ sản phẩm này. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.